Hôm nay tôi sẽ chơi Poppy Playtime. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Hey, nếu mà anh em có đọc cái tag giới thiệu của tôi thì anh em biết tôi là không chơi game kinh dị, vì tôi sợ bị hù anh em à. Mà dạo này tôi làm GTA quá nhiều, nên là chúng ta sẽ đổi gió nhé. Chúng ta sẽ qua chơi Poppy Playtime. Lý do vì sao thì anh em cũng đã biết rồi đó. Chắc tôi không cần nhắc đâu nha. Ok, hãy đối mặt với sợ hãi của mình nào. Chơi thôi nào. Có vẻ đây là một đoạn phim anh em ạ. Nhưng mà tôi sẽ không quan tâm. Tôi chỉ vô đó để nó hù tôi thôi. Ta đã vô được cái gì rồi đây? Có vẻ đây là một cái sảnh anh em ạ. Nói chung là tôi không có giỏi về cái chuyện game giải đố cho lắm. Giờ mình làm gì với cái này? Có vẻ là tôi phải tìm manh mối để mở cánh cổng này rồi. Hôm nay chắc chắn là phải có một cái thứ gì đó. Nhưng mà tôi quá thông minh nên tôi chả biết nhảy hết. Khi nào nhảy lên đây không ta? Gì? Ở đây không có gì để tôi có thể gọi là interact, tương tác được ấy. Vô đây được không? Nghĩa là tôi có thể vô đây được ấy. Thế tôi là không đấy. Đỏ, vàng, đen. Ok. Đỏ, vàng, đen. Xài luôn. A few moments later. Sau khi mà tôi tìm hiểu á, là tôi sẽ lấy cái này. Đấy. TV đâu rồi? Đây. Nhét vô đây. Hồi nào, tao không muốn nghe nữa. Tao chỉ muốn chơi thôi. Trong lúc mày đang nói thì tao sẽ đi xem video hướng dẫn tiếp đây. Chứ mình đâu có thể dạy được đâu anh em à. Mình phải chơi, chứ mình không thể hướng dẫn người ta chơi. Nên là tôi sẽ chơi. Xanh, hồng, vàng, đỏ, ok. Let's go baby. Xanh, hồng, vàng, đỏ. Còn cái nịt. À, xanh kia mé ui. Uầy. Hợp lý. Là cái này đúng không? Làm sao để mở nó ra được? Cần một cái thứ gì đó có thể mở được cái này ra. Lấy cái gì đập chăng? Lấy ghế được không? Không được à. Bố mày mà cần coi hướng dẫn á. Bố mày là game thủ cơ mà. Ờ mà thôi coi đi anh em à. Cho nó chắc. Nó tự mở ra rồi nè anh em ạ. Wow. Đù. Nice baby. Holy dude. Holy moly. Đừng hù em nha. Em chỉ là kẻ đi qua đường thôi. Có vẻ là mình tôi chỉ có một tay thôi. Tôi nghĩ tôi nên đi qua đây nhỉ. Holy man. Em cảm ơn nha. Nhưng mà anh phải cứ bình tĩnh thôi. Tôi nghĩ tôi phải tìm thêm một cái tay nữa. Mở cửa. À cái đường điện này. Đứng im đó nha. Đừng có di chuyển. À hình như là anh muốn high five đúng không? Ok nhá. Giờ tôi phải đi sửa cái này à. Oh my god. Sao tối thế nhỉ? À đây. Ở đây đúng không? Ủa cái này là nạp điện anh em. À. Kéo nó qua đây. Let's go baby. Không đủ dây anh em mà. What the f. A little longer than a few minutes later. Ngon, thì ra nó như thế này. Đây mình chúng ta sẽ kéo nó quanh đây. Đâu rồi? Qua tới bên đây. Ok. Anh ơi, em biết anh là không còn ở đó nữa mà anh ơi. Anh đâu rồi anh ơi? Em nổi hết cả da gà nè anh ơi. Mẹ, cho em về được không? Đúng mẹ, em muốn về. I wanna go home man. Holy moly. Em đi vô á, anh đừng có đi theo em nhé. Ui trời ơi, sao anh em lại để tôi chơi con game này chứ. Oh my god. Tôi chắc chắn là trong đó nó sẽ có một cái thứ gì đó. Thôi để mình tự là nạn nhân của mình vậy. Chạy. Holy man. Stop. Tôi nghi con đó nó sẽ chạy vô lắm anh em ạ. Remember to take break. Bố mình không nghỉ ngơi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đu xuống được ấy. Vậy giờ mình làm gì dưới đây nha. Có vẻ là tôi tìm được mấy cái cục để tôi nhét vô cái bảng điều khiển này nè anh em ạ. Đúng như vậy. Nó là như vậy. Thiếu một cục màu vàng. Đây. Những game nó diễn ra dễ quá đúng không ta? Làm sao mà làm khó được anh? Tôi phải cảnh giác xung quanh anh em ạ. Lâu lâu nó lủi lủi vô thì tôi chỉ có đi thôi. Nice baby, let's go. Let's go. Do not enter. Bố mày enter. Đồ. Thế là tôi phải kẹt ở đây luôn rồi. Vậy làm sao? Chơi gì không chơi được cái chơi ngu rồi giỏi à. Rồi giờ sao lên? Trời ơi báo đời thế. Chém lên. Ui. Lên được. Em như tính toán của tôi sử dụng hết sức cho tôi có thể lên được này. Nhảy lên đây. 1, 2, 3. Không phải anh em ạ. Bên đây nó có một cái lối đi này. Mà nãy giờ nó nhiều thật sự luôn ấy. Ok luôn baby, let's go man. Đừng hù em nha. Đừng giỡn với con tim bé nhỏ của em chứ mấy anh trai. Oh my god, dude. Hello.
Cuộc đời đưa đẩy em vô ở đây nè mấy anh ơi. Em không muốn đi tiếp đâu, nhìn không gian này rùng rợn quá. Chúng ta sẽ cần năng lượng để khởi động cái khu này lên. Sao mà có thể làm khó được anh? Đây, chắc chắn là phải kéo cái này rồi, không thể lừa được. Kéo tao qua đó coi. Ui không được rồi. Nếu mà chúng ta có thể bắn xa vậy được thì. Ở đây. Ui what the f. Wow baby, let's go baby. Chúng ta không thể coi cái máy cassette này nha, tại vì tôi lười quá. Oh my god. Dude, vậy làm gì tiếp theo nha? Tôi nghĩ là tôi sẽ gạt mấy cái cần này xuống. Chúng ta đã có những món đồ chơi đầu tiên. À không, chỉ là bộ phận thôi. Mình chụp. À, tôi sẽ đặt nó vào đây. Cái này làm sao làm khó được anh. Ok luôn. Đi vô thôi nào. Baby con đang run. Baby. Đi này. Trời ơi. Hey yo, what's up? What's up, bro? Baby. Chúng ta phải bình tĩnh lại để chạy nhanh hơn. Ra đây con, tao biết mày ở trong đó mà con. Ôi giời ơi, đừng quay mặt lại. Chúng ta chỉ có chạy thôi. Không được quay mặt. Bố mày đế sợ gì? Bố mày chỉ có gắm đầu mà chạy thôi. Bố mày quen rồi. Tao biết mày đang dí theo tao mà. Chuột đi, chạy con ra con. What the f? I can run. Trời ơi. Phải được đây. Nó sắp tự ra rồi. Rồi xong mình đi. Chui. Thấy ánh sáng ở dưới đường chân trời rồi. Nhưng mà không phải ánh sáng đó đâu anh em ạ. Đừng để bị lừa nhá. Hình như chỉ có tôi bị lừa thôi. Ai đúng đời. Trời ơi. Anh ơi. Anh don't do this to me. Đừng nói. Đây tôi bố mày bị lừa rồi. Tôi bố mày đã bị lừa. Ôi giời ơi, lẹ anh ơi. Sao không chạy được nữa. Sao mày yếu thế. Chui. Cái này tôi biết này. Hai tay. I know you can do it, man. Xuống, yeah, let's go, baby. Oh my god. Buông tay, đừng có sợ vậy. Buông ra. Tôi phải tiếp tục thôi anh em ạ. Tôi phải thoát ra khỏi chủ quái quỷ này. Hên là cái lúc nãy tôi nhanh đó. Não tôi nó nhảy số đây. Ở khúc này tôi đi, tôi nhắm mắt nha. Tôi không biết gì đâu nha. Anh em xem đi, tôi không xem đâu. Tôi đang nhắm mắt đây. Thật sự. Tôi không đùa. Oh my god, dude. Ui giời ơi, tôi lại nhắm mắt tiếp đây. Ui giời ơi, game dễ, có gì đâu, không có gì đâu phải la hét trời. Và đấy là cuộc hành trình của tôi trong Bobby Lighttime. Hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo.